Minasan, konnichiwa, học tiếng Nhật cùng Mao đây. Gần đây trên các cái bài post của học tiếng Nhật cùng Mao, mình có chia sẻ một số cái bài đọc hiểu của N2 và có yêu cầu các bạn thử tập dịch và comment đáp án của cái bài đó để cùng chữa với mọi người. Thì cũng có khá là nhiều bạn tương tác và cùng dịch với mình. Thì trong cái quá trình mà các bạn dịch như thế thì mình cũng thấy có một số những cái điểm gọi là sai sót, hoặc là có một số cái cấu trúc mà các bạn chưa nắm rõ, nên là dẫn đến khi mà mình chuyển sang tiếng Việt thì nó sẽ bị sai lệch về ý nghĩa đi, và nó khiến cho cái câu văn của mình nó không được xuyên suốt và đúng nghĩa. Chính vì vậy mà trong tháng tới thì mình sẽ dự định mở một cái khóa học về luyện dịch. Thì thực ra mỗi người thì sẽ có một cái cách dịch khác nhau. Có thể với người này thì ý kiến chủ quan rằng là dịch như vậy là tốt rồi, nhưng mà có những người khác thì lại nghĩ theo một cái xu hướng khác, nghĩ rằng là cái cách dịch đấy nó chưa hoàn toàn hay và chưa hoàn toàn chuẩn. Thì mỗi người sẽ có một phong cách khác nhau. Ví dụ giống như là tiếng Việt cũng vậy, dịch thì bản chất cái việc dịch ấy nó cũng là theo cái ý kiến chủ quan của từng người, theo cái cách hành văn của từng người. Ngay cả tiếng Việt nó cũng không thể nào mà thống nhất được hết, tất cả mọi người đều dịch theo đúng một câu hay là theo đúng một cách hành văn. Tuy nhiên khi mà học tiếng Nhật ấy, thì là mình nghĩ rằng trước khi mà mình hướng đến cái việc là dịch hay thì trước tiên là mình phải dịch chuẩn đã. Thì chuẩn ở đây nó được định nghĩa rằng là mình sẽ dịch theo đúng cấu trúc ngữ pháp, có nghĩa rằng là các cái bài dịch của mình nó sẽ phải thể hiện đúng cái cấu trúc ngữ pháp đấy, và hành văn làm sao để nó thể hiện đúng cái mạch văn hay là cái lý do hay là cái quan điểm hay là lý luận của tác giả. Thì lần này mình muốn mở một cái khóa học liên quan tới việc là luyện dịch. Thực ra luyện dịch ở đây thì nó cũng không phải là một cái khóa học gì quá cao siêu. Vì bản thân mình khi mà dịch sang tiếng Việt đi thì cũng có rất là nhiều chỗ mà còn cảm thấy là mình chưa thể nào mà dịch thoát được ý. Nhưng mà với cái khả năng của mình thì mình nghĩ rằng là mình có thể giúp các bạn phân tích được cái câu văn đó ở trong cái bài đọc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Và thông qua cái việc mà phân tích cùng với các bạn như thế, phân tích cấu trúc và ôn tập lại cấu trúc cùng với các bạn ở trình độ N3 và N2, thì thông qua đấy các bạn có thể tự hành văn cho mình và tự nghĩ ra được cái cách hành văn mà phù hợp và cụ thể nhất với bản thân mình. Thì vẫn giống như là những cái bài post ở trên Facebook, thì lần này không phải là mình sẽ là người dịch cho các bạn nữa, mà hoặc là không phải là mình sẽ là người dịch và cho các bạn tham khảo nữa, mà là chúng mình sẽ phải tự ngồi đọc và dịch cái phần bài đọc mà mình đăng. Sau đó là thông qua cái bài dịch đó mình sẽ đọc cái phần comment của các bạn và mình sẽ cùng với các chữa lại cho các bạn xem. Thực ra thì bản thân mình cũng không phải là một người dịch quá giỏi, hay là cái cách hành văn của mình cũng không phải là một người quá siêu. Thì các bạn có thể biết được cái năng lực của mình thông qua tất cả các cái bài blog cũng như là các cái bài viết mà mình đã chia sẻ, cũng như là mình đã dịch. Bản thân mình là một người cũng không phải là hào nhoáng trong cái việc mà sử dụng ngôn ngữ, mà mình thì thường là dịch rất là sát nghĩa và sử dụng những cái từ mà nó cũng không phải là hào nhoáng nhưng mà nó đúng nghĩa và đúng cấu trúc ngữ pháp. Thì thông qua cái việc mà các bạn tham gia cùng với mình thì các bạn sẽ học được những cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ cùng nhau ôn lại được cái kiến thức mà nó có ở trong cái bài đọc mà mình phân tích. Sau khi mà ôn lại được cái phần cấu trúc ngữ pháp đấy thì các bạn sẽ biết được rằng là với cái cấu trúc ngữ pháp như thế này thì người ta hay thường dịch với những cái cách hành văn như thế nào, hay là ý nghĩa của nó ra sao. Thì thông qua cái việc ý nghĩa của cái ngữ pháp đấy thì các bạn sẽ hiểu được là mình sẽ cần phải dịch như thế nào. Thì mỗi một người sẽ có cái cách hành văn khác nhau, mỗi một người sẽ có một cái cách mà diễn đạt khác nhau. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và đưa ra được cái cách dịch gọi là thống nhất nhất và phù hợp với cả hai. Điều thứ hai khi mà học cái khóa học này ấy, đó là các bạn sẽ được đọc những cái bài đọc của N2. Những cái bài đọc của N2 này mình sẽ lấy từ các cái đề thi JLPT các năm. Sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng là cái việc mà lấy các cái bài đọc thi JLPT thì nó không thực sự là hay lắm, vì là những cái bài đọc ở trong đấy nó là những cái phần lược bỏ hay là cái phần trích dẫn của những cái bài đọc dài hoặc là những cái câu chuyện dài hoặc là trong những cái cuốn sách dài và chỉ mục đích ôn thi. Tuy nhiên rằng là mình nghĩ rằng thông qua những cái phần tóm tắt của người Nhật như thế thì bản thân cái phần đọc của mình nó cũng sẽ không quá dài, và cái nội dung bao quát ở trong cái đoạn văn đấy thì nó cũng có một cái ý nghĩa nào đấy nhất định, thì sẽ giúp cho các bạn là hiểu được thêm về JLPT. Có rất là nhiều những cái bài đọc và có ý nghĩa nữa, nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy những cái bài đọc từ JLPT ra để cùng với các bạn luyện tập phân tích, và thông qua đấy mình sẽ biết được từ mới này, biết được cấu trúc ngữ pháp tương đương với N3 và N2. Trước khi mở cái khóa học luyện dịch trình độ N2, N3 này thì mình cũng có mở một cái khóa học trước đấy, cũng sắp kết thúc vào tháng này. Đó là cái khóa học mà câu lạc bộ đọc trình độ N1. Thì khi mà tham gia cái khóa học câu lạc bộ trình độ N1 này thì mình có một cái cảm nhận là đầu tiên thì có rất là nhiều bạn tham gia, và mình cũng giới hạn cái số người ở trong câu lạc bộ. Tuy nhiên sau một tháng thì nó sẽ rơi rớt xuống còn khoảng tầm một nửa thôi. Lý do tại sao? Vì là các bạn không có đủ thời gian kiên trì và luyện tập mỗi ngày. Khi mà vào trong câu lạc bộ của mình thì mình sẽ mong muốn là các bạn sẽ làm một chút mỗi ngày. Vì sao lại như vậy? Vì cái việc mà hình thành lên một cái thói quen nó rất là quan trọng. Mỗi hôm mà mình làm một chút thôi thì nó cũng sẽ giúp cho cái khả năng của mình nó cải tiến hơn rất là nhiều, và nó sẽ tạo cho mình được cái thói quen học tập. Còn nếu như mà các bạn mà cảm thấy rằng là mình không thể nào mà luyện tập dịch một chút mỗi ngày thì chúng mình không nên tham gia cái khóa học này. Thì như lần trước ấy, thì với cái khóa học trước, rút kinh nghiệm từ cái khóa học lần trước thì là sẽ có rất là nhiều bạn tham gia nhưng mà không comment hoặc là không dịch, hoặc là bản thân mình không tự làm, và đợi đến lúc mà mình đưa đáp án rồi, đợi đến lúc cái bài dịch ấy, thì các bạn ấy mới chỉ xem thôi. Thì cái việc mà mình chỉ xem thôi và mình không thực tế làm thì mình sẽ không thể nào mà tự mình rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân, nên là mình sẽ thực sự là lần này sẽ không tiếp nhận những cái trường hợp như vậy nữa, mà bắt buộc bản thân các bạn sẽ phải tự làm, tự đúc rút được kinh nghiệm cho bản thân, chứ không phải là chỉ có chờ cái bài dịch của mình. Và mình sẽ không dịch bất cứ một cái bài nào cả, mà nếu như mà các bạn comment đáp án cái phần dịch của mình thì mình sẽ cùng chữa với các bạn thôi, và mình sẽ comment cho cái phần dịch của các bạn thôi, chứ mình không dịch bất kỳ một cái bài nào cho các bạn cả. Đấy là cái phương hướng của mình. Thêm một cái nội dung nữa trong cái khóa học này, đó là mà luyện tập như thế này thì nó ít nhất là phải cần đến 3 tháng thì các bạn mới nắm được gần như là đầy đủ tất cả cái cấu trúc cũng như là các cái mà hành văn ở trong bài. Thì thông qua cái việc mà dịch trong vòng 3 tháng như thế thì các bạn phần nào mới cảm nhận được cái hiệu quả của nó, của cái việc là mình ngồi tự mình phân tích lại từng câu từng từ, ngồi phân tích lại từng cái cấu trúc ngữ pháp một, thì nó sẽ có cái tác dụng hay là có cái tác động như thế nào đối với bản thân mình, và cái khả năng của tiếng Nhật của mình nó có được cải thiện hay không. Thì cứ 3 tháng 1 thì mình sẽ lại quay trở lại một cái kỳ học tiếp theo. Có nghĩa là chúng mình sẽ đóng cái học phí trong vòng 3 tháng. Sau đó là sau 3 tháng đấy các bạn cảm thấy không phù hợp, hoặc là các bạn cảm thấy nó không đáp ứng được đúng cái nhu cầu của các bạn, thì các bạn có thể không tham gia cái khóa sau nữa. Và dự kiến của mình cái khóa học này mình sẽ làm trong 2 lần, đó là 6 tháng, mỗi lần 3 tháng là kỹ nhá. Về thời gian thì mình sẽ nghỉ tất cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để mình đi chơi. Còn các ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu thì mình sẽ đăng bài đều đặn cho các bạn mỗi ngày, và các bạn sẽ cùng dịch với mình, và mình sẽ chữa cho từng bạn mỗi ngày. Như vậy có một số bạn đã đăng ký với mình ở trên cái bài post lần trước. Tuy nhiên là mình rất là mong các bạn inbox lại cho mình một lần nữa ở trên Facebook để chúng mình cùng chốt lớp và cũng như là thống nhất cái khóa học với nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái khóa học lần này.